đại dịch do virus corona COVID-19 gây căng thẳng cho con người trên toàn thế giới. Căng thẳng là phản ứng của cơ thể trước những tình huống khó khăn hay nguy hiểm. Đó là phản ứng tạm thời bình thường trước những hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, nếu căng thẳng tiếp tục xảy ra trong thời gian dài, sẽ gây tổn hại đến sức khỏe, sự bình an trong tâm trí và những mối quan hệ. Hãy cùng học cách làm sao để chúng ta có thể suy nghĩ khác đi để làm giảm căng thẳng và cảm thấy tốt hơn. Căng thẳng ảnh hưởng tới chúng ta qua suy nghĩ, cảm xúc và hành vi mà tất cả con người chúng ta đều có. Suy nghĩ là những gì chúng ta nói với chính mình trong tâm trí. Chẳng hạn, điều này thật tệ, hay tôi có thể làm được việc này. Cảm xúc là tình cảm hay những gì chúng ta cảm nhận được, chẳng hạn như cảm xúc hạnh phúc, sợ hãi hay giận dữ. Cảm xúc của quý vị có thể có những cung bậc khác nhau. Quý vị có thể chỉ có một chút cảm xúc hay có thật nhiều cảm xúc. Ví dụ, quý vị có thể cảm thấy buồn đôi chút hay cảm thấy rất là buồn. Hành vi là những gì chúng ta làm, chẳng hạn như đọc sách, nghe nhạc hay dạy dỗ con cái. Thật không dễ dàng để thay đổi cảm xúc của chúng ta một cách trực tiếp, nhưng thay đổi suy nghĩ có thể giúp chúng ta thay đổi được tình cảm, hay ít nhất là giảm đi mức độ của nó. Nói một cách khác, thay đổi suy nghĩ có thể thay đổi cách chúng ta cảm nhận, bao gồm cảm giác căng thẳng và việc chúng ta đối phó thế nào với sự căng thẳng. Hãy thử tưởng tượng điều này. Quý vị bước vào một căn phòng và mọi người cười ồ lên. Quý vị tự nhủ thầm, họ chắc chắn đang cười nhạo tôi đây. Quý vị cảm thấy buồn và xấu hổ, và hành vi của quý vị là đi về nhà. Chúng ta gọi điều này là suy nghĩ tiêu cực, bởi vì nó dẫn tới cảm giác khó chịu và hành vi tiêu cực. Nếu quý vị đã nghĩ về tình huống đó bằng một cách khác tích cực hơn, suy nghĩ của quý vị có thể đã làm cho quý vị cảm thấy tốt hơn. Chúng ta hãy thử nghĩ về tình huống trên bằng một cách khác. Quý vị bước vào một căn phòng và mọi người cười ồ lên, nhưng lần này quý vị nghĩ chắc chắn là đã xảy ra điều gì vui đây, và suy nghĩ đó làm cho quý vị cảm thấy thú vị. Hành vi của quý vị có thể sẽ là đi hỏi một người nào đó rằng tại sao họ cười, để khám phá lý do có phải là họ cười quý vị hay không. Cái suy nghĩ chắc hẳn đó là một điều gì vui sẽ có ích lợi hơn nếu nó dẫn tới cảm xúc thoải mái hơn và hành vi tích cực hơn. Bằng cách thay đổi suy nghĩ của quý vị đã thay đổi cảm xúc và hành vi của mình. Bây giờ hãy suy nghĩ về việc làm sao để áp dụng điều này cho đại dịch COVID-19. Tưởng tượng rằng quý vị nghe thấy một vài thành viên trong cộng đồng bị nhiễm bệnh COVID-19. Quý vị nghĩ tất cả mọi người trong cộng đồng của tôi rồi sẽ nhiễm bệnh. Quý vị cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi, và hành vi của quý vị là ngừng liên lạc với những người khác. Chúng ta hãy nghĩ về tình huống này bằng một cách khác. Thay vì nghĩ như trên, quý vị nghĩ lo lắng vì COVID là bình thường và cả thế giới, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch này. Quý vị cũng vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng ít hơn, và quý vị cũng sẽ cảm thấy có niềm hy vọng và kết nối với người khác hơn. Hành vi của quý vị sẽ là chủ động liên lạc với bạn bè của quý vị để xem họ có bị ốm hay liệu họ có cần được giúp đỡ không. Đây là một vài ví dụ về những suy nghĩ tiêu cực và những cách suy nghĩ tích cực hơn. Chúng ta sẽ bị đói vì mọi dịch vụ đã bị ngừng lại. Thay vì vậy, hãy nghĩ chúng ta có thể phải sáng tạo hơn và phải làm việc cùng nhau để tự cung cấp cho chính chúng ta. Tôi không thể làm được gì để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Thay vì vậy, hãy nghĩ tuân thủ những hướng dẫn về vệ sinh có thể giúp tôi giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh. Hãy cân nhắc xem mỗi suy nghĩ trên có thể dẫn tới những cảm xúc và hành động thế nào. Suy nghĩ khác đi rất có ích trong các tình huống căng thẳng mà chúng ta không thể thay đổi được. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ về hoàn cảnh để làm giảm đi sự căng thẳng.
đỡ buồn và đỡ cảm thấy bị quá tải hơn. Giống như bất cứ kỹ năng khác, chúng ta sẽ thuần thục hơn nếu chúng ta thực tập. Sử dụng kỹ năng này bất cứ lúc nào quý vị thấy mình đang có những suy nghĩ tiêu cực, hay khi những suy nghĩ của quý vị làm cho quý vị cảm thấy khó khăn, hay làm cho quý vị hành động một cách tiêu cực. Thực hành kỹ năng này thường xuyên sẽ rất hữu ích cho quý vị. Chẳng hạn, hãy nghĩ về một suy nghĩ làm cho quý vị bực mình và quý vị đã hành động như thế nào, rồi nghĩ về một suy nghĩ tích cực hơn. Viết ra suy nghĩ mới của quý vị và suy nghĩ mới làm cho quý vị cảm thấy ra sao và muốn làm điều gì. Nếu những cảm xúc và hành vi mới dễ chịu hơn suy nghĩ ban đầu thì suy nghĩ mới có ích lợi. Bất cứ khi nào quý vị thấy mình gặp khó khăn về cảm xúc và hành vi tiêu cực, cố gắng tìm ra những suy nghĩ đã dẫn đến cảm xúc và hành vi ấy và sử dụng kỹ năng này để thay đổi suy nghĩ đó. Nếu quý vị nhớ sử dụng kỹ năng này thường xuyên, nó sẽ trở thành một thói quen và sẽ giúp quý vị có thêm nhiều suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Video này được dịch bởi Huyền Trần.